từng bước để mà bán hàng ở trên Shopee thành công thì rất nhiều anh em nhắn tin cho mình và bình luận ở dưới cái video của mình nói là ông ơi, tôi thấy ông chia sẻ về cách bán hàng Shopee vậy thì bây giờ ông đã làm được rồi, ông làm thành công rồi, nhưng nếu mà bây giờ ông phải làm lại từ đầu, tức là tay trắng không có bất kỳ một cái điều gì hết, ông làm lại từ đầu thì ông có làm được nữa không? Thì đó là một cái gọi là rất là thôi thúc mình để mình làm ra một cái chuỗi video hướng dẫn anh em cách để chúng ta làm lại từ đầu luôn. Thì mình sẽ ở cái chuỗi này ấy, thì mình sẽ coi như mình là một thằng newbie, tức là giống như anh em chưa từng làm Shopee bao giờ, và mình sẽ đi cùng anh em để hướng dẫn anh em cái cách để có thể làm được Shopee một cách hiệu quả. Thì thực tế là tại vì mình đã làm được rồi nên là cái tư duy của mình nó sẽ hơi khác mọi người một chút, nên là mình sẽ dành thời gian để chia sẻ cho anh em về cái tư duy. Và cái video ngày hôm nay á là cái video tập trung vào câu chuyện đó là tư duy để chúng ta có thể là bán được hàng trên Shopee nha. Ok, thì mình đã ngồi và mình liệt kê ra một số câu hỏi mà hầu hết anh em khi mà anh em mới bán hàng Shopee anh em không có quan tâm đến điều này, và chỉ thấy là thấy thằng khác kêu là tao bán hàng Shopee, thằng nọ kêu là tao bán hàng Shopee, hoặc là mình lên trên Facebook mình nhìn có một số ông đào tạo Shopee, chẳng hạn ông ấy chia sẻ, ông ấy chạy quảng cáo, ông ấy livestream, hoặc là những người bạn mình đăng tải là họ kiếm được 10 đơn, 20 đơn, 100 đơn, 1000 đơn một ngày và không biết là kiếm bao nhiêu tiền, thì mình cứ thấy hay hay như vậy thì là mình lao theo thôi. Nhưng mà khi mà mình lao theo mình thấy là nó không giống như chúng ta nghĩ, nó không màu hồng như vậy, nó rất là nhiều trắc trở, khó khăn, rồi nhiều cái dở hơi mà chúng ta sẽ bỏ cuộc và không thể nào làm được. Thế thì hôm nay thì cái view đầu tiên mà nói về cái cuộc hành trình để xây dựng lại cái Shopee á, thì mình muốn chia sẻ với anh em cái đầu tiên trước mắt đó là về cái tư duy về hệ thống niềm tin. Thì nếu mà anh em đã xem những cái video trước đó của mình rất là nhiều rồi á, thì anh em sẽ biết được là mình hay quan tâm đến ba thứ. Một đó là tư duy, hai đó là cách làm, và ba mới đến được cái công cụ. Đấy. Thế thì thường khi mà mình bị fail á, mình bị fail là lý do là mình bị lao công cụ. Anh em nhìn thấy là mình chạy cái quảng cáo hoặc là mình chia sẻ cái tool sale Shopee của mình, cái tool để đưa cái sản phẩm lên trên top á, thì anh em lao và anh em đòi mua luôn, anh em mua luôn và mua về thì anh em chẳng biết dùng như nào, thậm chí anh em chưa cả lập shop đã đòi mua rồi. Thì đó là một cái dở hơi khi mà anh em làm không đúng quy trình, tại vì là anh em bị cảm xúc có điều phối. Anh em nhìn thấy ông Nho, ông ấy bán được hàng, ông ấy bán được nhiều hàng rồi, ông ấy sử dụng cái tool này ông ấy hiệu quả, thế là anh em mua về thôi, chứ chẳng biết là shop của ông ấy đang thì như thế nào, ông ấy làm bằng cách nào, ông ấy sử dụng tool làm sao mà lại hiệu quả đến như vậy thì mọi người không hề biết, dẫn đến câu chuyện là mọi người mua về mọi người bỏ không à. Thế nên là mình muốn anh em hãy đi từ đầu, đi từ cái việc mà tư duy cho đến cách làm cho đến công cụ. Thì cái tư duy thì mình chia làm hai phần. Thì thực ra là mình vừa là chia sẻ cho anh em mà cũng vừa muốn tâm sự với anh em, đó là cái cách làm của mình nhé, nó hơi khác mọi người một chút. Bởi vì là nếu mà mình làm giống như mọi người thì thực tế là anh em biết á, ở dạng này nếu chúng ta không có sự khác biệt, chúng ta không có sự thay đổi á, thì cái sự cạnh tranh nó quá lớn. Sự cạnh tranh quá lớn dẫn đến câu chuyện là để mà mình thành công nó khó. Thế thì mình phải làm khác biệt một chút. Thì ở đây á, về cái vấn đề tư duy á, thì mình thường mình sẽ chia làm hai phần. Phần đầu tiên á, đó là cái tư duy hệ thống niềm tin. Tại sao lại cần cái hệ thống niềm tin? Bởi vì cái việc mà anh em nhìn thấy người khác bán hàng được thành công, thấy bạn bè của mình, thấy những người ta chạy quảng cáo, những người ta khoe, những người ta đào tạo, người ta chạy quảng cáo 100 đơn, 1000 đơn, người ta show cho anh em xem, thì cái điều đó chỉ gọi là hơi một tí, gọi là đốc thúc cái cảm xúc của anh em thôi, khiến cho anh em thấy là thấy thích bán hàng Shopee thôi, thấy thấy nghĩ đến câu chuyện là chắc là bọn nó bán được thì mình cũng sẽ bán được, mình chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng thực tế anh em chưa có đủ cái niềm tin, đủ cái động lực đủ lớn để mà cày cuốc, dù làm được gì cũng vậy. Thế thì mình mới tạo ra một cái bộ câu hỏi này. Cái bộ này gọi là câu hỏi code, mà đối với các bạn mà như kiểu mà muốn hỏi Nho mày có dạy Shopee không, thì thường mình sẽ đưa cho cái này để các bạn ngồi nhìn lại đi, hãy suy nghĩ thật kỹ xem là tại sao. Thì ở đây mình có bộ câu hỏi. Ở đây thì mình làm một cái phiên bản rút gọn, bởi vì là trong cái quãng thời gian ngắn ở trên cái video này thì mình không thể nào mà chia sẻ full hết cho anh em được. Mình sẽ làm một cái rút gọn nhưng nó vẫn là một cái rất là căn bản và chi giống như kiểu để anh em ứng dụng được ngay nhá. Thì trước khi cái video này, trước khi mà anh em bắt đầu bắt tay vào câu chuyện đó là bán hàng Shopee, hãy ngồi lại. Một, định vị. Định vị là sao? Là mình nghĩ xem là vậy thì cái mục tiêu khi mình xác định mình bán hàng Shopee á thì nó là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền một tháng cái mục tiêu của mình? Ví dụ mục tiêu các bạn kiếm được, các bạn tính là mục tiêu của tôi là kiếm được 10 triệu một tháng trên Shopee. Thế thì mình phải suy nghĩ ngay vậy là vậy thì có cách nào để mình có thể kiếm được 10 triệu trên 10 triệu một tháng nó dễ dàng hơn là làm Shopee hay không? Tại sao phải làm Shopee để kiếm 10 triệu một tháng? Lý do là cái gì? Còn cách nào tốt hơn nữa không? Đấy, anh em phải xác định rõ như vậy. Nếu không á, mình thề luôn khi anh em đang làm anh em thấy nản đúng không? Lại thấy một thằng nào thấy mấy thằng đa cấp, mấy thằng chơi coin nó kiếm ui ngày tao kiếm mẹ mấy chục triệu, cả 100 triệu một ngày là anh em chán, anh em bỏ ngay, anh em lại đi theo mấy thằng đa cấp ngay. Tại vì không rõ ràng được mục tiêu anh em ạ. Thế cái việc đầu tiên là anh em phải rõ mục tiêu, đó là anh em xác định là với cái việc bán hàng Shopee này tao sẽ kiếm bao nhiêu tiền. Giống như mình lúc đầu mới bán Shopee mình chỉ target là một tháng mình sẽ làm cái công việc này cho mọi nhân viên, cứ mỗi shop thì mọi nhân viên cầm
thì mọi nhân viên là mình thuê mất 5 triệu một tháng, thì đương nhiên là một tháng bạn cái shop đó chỉ cần tạo lợi nhuận là 10 triệu là mình có thể lãi rồi, mình có thể scale lên rất là nhiều rồi, hiểu đúng không? Thế thì mình phải có cố định như vậy 10 triệu một tháng. Thế thì tại sau đó thì mới đến là vậy thì mày mong muốn bao nhiêu đơn hàng đấy, 10 triệu một tháng này, bao nhiêu đơn hàng này, tại sao mày lại chọn bán hàng Shopee này đấy. Anh em tưởng tượng là tại vì là Lazada vẫn bán được mà, Tiki vẫn bán được mà, Facebook vẫn bán được mà, TikTok, YouTube bán được hết mà, tại sao lại là Shopee, đúng không? Mình phải tìm hiểu, mình tức là mình phải tự hỏi bản thân mình lý do tại sao. À, tại vì Shopee mình thấy là nó khá là dễ làm, nó phù hợp với lại các anh em mang tính xây dựng giống như mình. Có thể lúc đầu lợi nhuận thấp nhưng mà càng về sau thì cái shop nó càng to, mình thích làm mấy cái lâu dài chứ mình không thích mấy cái ăn xổ như quảng cáo. Đấy thì đấy là cái lý do anh em phải tự hỏi bản thân mình nhé. Có rất nhiều cách trả lời nhưng hãy tự hỏi bản thân mình để nó xây đắp lên hệ thống niềm tin. Nên mình tin vào cái việc bán hàng Shopee nó sẽ thành công thì anh em mới làm được nhá. Có thể lúc đầu nếu anh em mới nghe về câu chuyện này tôi niềm tin này anh em thấy ủi mẹ ông ấy xàm thế, nhưng mà anh em cứ làm đi, sau này anh em mới thấy nó quan trọng như nào, không còn nản anh em bỏ ngay nhá. Rồi trong vòng 1 tháng đến 3 tháng nữa nếu mình làm Shopee á thì anh em sẽ mong muốn cái shop của mình như nào. Cái điều này để anh em biết được là cái sự kỳ vọng của mình đến đâu. Nhiều ông mẹ xem mấy thằng chạy quảng cáo ủi mẹ ra đơn ngay trên lớp 100 đơn một ngày, 1.000 đơn một tháng, không có anh em ạ. Vừa mới làm, vừa anh em vừa mới bắt đầu bắt tay vào làm mà không có chuyện đó, trừ khi anh em bán rẻ bán rốm, mà bán rẻ bán rốm vẫn phải có phương pháp thì mới có thể mà đẩy được mới tham gia khuyến mại Shopee, chứ không phải cứ bán rẻ có người mua đâu, đâu phải đúng không? Thế thì anh em phải định hình lại là mục tiêu 1 tháng tới của mình sẽ là gì. Một mục tiêu bình thường á đó là trong tháng đầu tiên lên Shopee thích đấy, trong tháng thứ hai bao nhiêu đơn hàng, vụ Shopee thích là 100 đơn chẳng hạn, thế thì trong tháng thứ hai phải là 150 đơn, trong tháng thứ ba là 200 đơn, mỗi thế mình phải có mục tiêu rõ ràng theo giai đoạn 6 tháng đến 1 năm nữa thì mình mong muốn như nào, cái shop của mình nó sẽ như nào đấy, thì mình phải rõ ràng như vậy trong đầu thì lúc đó chúng ta mới có điểm kỳ vọng, điểm mong muốn và chúng ta biết là chúng ta đang đi đâu, mục tiêu chúng ta là cái gì. Chứ nếu không là cứ mua lung lung ngày làm ngày chơi, cũng mình thề luôn chẳng đâu vào đâu cả anh em ạ, phải rõ ràng về cái điều này. Tiếp theo ạ, hãy nhìn lại thị trường xem, đừng ảo tưởng quá, hãy nhìn lại thị trường, kể tên cho mình đến 5 đến 10 đối thủ ở trên Shopee. Đấy, anh em thích bán cái gì anh em hãy kể tên 5 đến 10 đối thủ trên Shopee đấy, nó đang bán như thế nào, nó làm sao lâu chưa, nó làm 3 4 năm rồi anh em, có những thằng làm 3 năm Shopee rồi nó mới có được ngày hôm nay, nó mới có 100 đơn một ngày anh em ạ. Nếu mình phải nhìn vào sự thật như vậy, rồi nó làm như thế nào, nó bán sản phẩm gì đấy, liệt kê cho mình theo dạng phễu, sản phẩm phễu là gì, sản phẩm bán quanh năm của nó là gì, sản phẩm mũi nhọn nó là gì đấy, liệt kê theo hướng phễu như vậy, nó kiếm tiền bằng sản phẩm nào, bằng cái chiến lược như nào mà nó lại kiếm được tiền, mình phải rõ ràng như vậy. Tiếp theo đó là tại sao lại bán được hàng, nó chạy quảng cáo hay là nó tham gia chương trình khuyến mại thì, hay là nó là một KOL, nó là một người nổi tiếng, hay là nó một người có một kênh TikTok rất là lớn, mình phải tìm hiểu lý do tại sao nó bán được hàng. Traffic của nó đến từ đâu, từ cái lượt view hàng ngày á, nó đến từ đâu. Đó, ví dụ như có những bạn đó, bạn mình có những người em mà họ là hot girl á, nó chỉ đăng mỗi ấn tượng thôi, Facebook cái Shopee của nó gần như chả làm cái mẹ gì hết, Shopee chả tôi yêu chả gì hết, nhưng mà nó cứ đăng ấn tượng đây link Shopee đây là mọi người vào mua thôi, bởi vì nó là một KOL rất là nổi tiếng. Thế thì mình phải hiểu được là cái traffic của đến từ đâu đấy, nó nhập hàng ở đâu, hay là các cái kênh khác nó làm như thế nào đấy, Facebook rồi là YouTube rồi website TikTok rồi là gì nhỉ, Lazada, Tiki, Sendor nó đang làm như thế nào, thì mình phải tìm hiểu kỹ. Rồi sau khi mà mình tìm hiểu về thị trường rồi thì bắt đầu mình mới định vị lại là vậy thì mình sẽ kinh doanh sản phẩm gì đáp ứng được cái mục tiêu mà mình đề ra lúc đầu, đó là 10 triệu một tháng đấy, một bạn 300 đơn một tháng và số tiền kiếm được thì là 10 triệu một tháng. Vậy thì sản phẩm nào nó sẽ giúp mình đạt được điều này đấy, cái sản phẩm mình bán 10.000 một cái thì có giúp mình đạt được không, cái biên độ lợi nhuận cốt nó chỉ khoảng độ tầm biên độ lợi nhuận khoảng nó tầm 50.000 trên một đơn hàng thì nó giúp mình đạt được không? Đấy, mình phải đặt những câu hỏi như vậy, mình ngồi mình tính toán mình viết xuống đấy, xu hướng của cái sản phẩm đấy như nào, mình bán thì bao lâu nữa nó chết, ví dụ như anh em bán khẩu trang chẳng hạn thì bao lâu nữa khẩu trang sẽ không được kinh doanh nữa, năm ngoái rất nhiều anh em nhập khẩu trang mà chết bởi vì cái xu hướng của nó, cái đà hàng nó chỉ lên một phát nó đi ngang thậm chí là đi xuống, anh em toang ai thì đúng không, tại vì không định vị rõ. Rồi độ lớn của thị trường là bao nhiêu, thì có rất là nhiều sản phẩm công nhận là chẳng ai bán, rất là hot, rất là ngon, ví dụ như những sản phẩm dạng như này đấy, giá của nó tầm gần 3 triệu 2 triệu 3 triệu một sản phẩm, thì cái độ lớn thị trường nó là bao nhiêu, mình có thể chiếm được bao nhiêu phần trăm thị phần trong cái thị trường đấy, và cái rất là quan trọng nữa đó là cái lợi thế của mình ở trong cái ngách này là cái gì, trong cái ngành này là gì, mình có giỏi nó không, mình có mối quan hệ không, mình có kiến thức về nó, mình có kỹ năng về nó không đấy, kiến thức kỹ năng mối quan hệ tất cả những điều đó mình có hay không, mình có đam mê điều đó hay không,
mình có ông bà anh em nào đấy làm cái trong cái ngành nhập hàng hoặc là sản xuất cái sản phẩm đấy hay không. Đấy thì mình phải liệt kê các lợi thế cạnh tranh của mình ra, cái con hào kinh tế của mình là cái gì, rồi mình đã những cái sản phẩm này có phù hợp với lại cái thị trường này hay không. Thế có rất là nhiều những người thích bán sản phẩm, ví dụ như là laptop, laptop thì bán trên sàn, nếu mà laptop mới thì ok, à, anh em lên shop mode các thứ ok, nhưng nếu mà là laptop cũ thì nó rất là khó bán trên sàn, bởi vì khi mà anh em giao hàng cho khách hàng làm hư hàng hoặc là họ tháo hàng, họ ăn cắp linh kiện. Đấy thì cái sản phẩm này nó gần như là nó không phù hợp, đương nhiên không phải là không có cách nhá, nhưng nó không phù hợp với lại sàn thì mình sẽ không kinh doanh, mình tìm cái sản phẩm khác. Thì mình phải hỏi đặt câu hỏi là nó có phù hợp với sàn hay không, hỏi ở bên dưới này, rồi là các cái bán hàng này đó, sản phẩm mồi của mình là cái gì, sản phẩm đặc trưng đặc biệt của mình là cái gì, phễu sản phẩm của mình nó sẽ như thế nào đấy, tất cả những câu hỏi như thế này đó, thì anh em cần phải ngồi và đặt câu hỏi cho bản thân mình. Cái video này là cái video mình muốn chia sẻ anh em, đó là mình phải ngồi và định vị lại, cung cấp cho mình những cái dẫn chứng, những cái con số để cái hệ thống niềm tin của mình và cái việc là mình sẽ thành công ở lĩnh vực bán hàng trên Shopee này á nó vững chắc. Em tưởng tượng nào, tức là mình cảm thấy nguồn lực của mình là cái gì này, thời gian mình sẽ dành bao lâu, mình thấy ủ đúng được, mẹ dự án này khả thi, mình có thể làm được đấy, thì tức là hệ thống niềm tin của mình đủ lớn thì anh em mới có thể đi dài và làm bán hàng Shopee nó hiệu quả được. Mà mình nghĩ là ở ngành nào thì anh em cũng cần cái điều này đấy. Thì cái file này thì mình sẽ để dưới mô tả video cho anh em nếu anh em cần nhá. Ok, thì video tiếp theo thì sẽ tiếp tục nói đến câu chuyện là tư duy về định hướng. Và tư duy về định hướng tức là sao, tức là ví dụ như là để có đơn hàng thì sẽ có phải phải trải qua những bước như thế nào, thì sau khi mà có cái tư duy rồi thì mới đến là cách làm. Ví dụ như là để mà có đơn hàng thì mình phải chạy chạy quảng cáo, chạy quảng cáo thì chúng ta cần phải chạy quảng cáo từ khóa, thế thì bây giờ mới đến cách làm, vậy là chạy quảng cáo từ khóa như thế nào, đúng không? Sau mình đến phần công cụ là công cụ nào giúp tôi chạy quảng cáo từ khóa hiệu quả hơn. Đấy thì mình sẽ hướng dẫn anh em từ 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 nhá. Cái mình thấy là cái series này khá là hay, mình sẽ dành thời gian và cày cuốc nó cùng với anh em để xem nó như thế nào nhá. Ok, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở một cái video tiếp theo nha. Bye bye.